con diều căng gió giữa tiếng muôn cây hòa theo bước chân ngụm trà thấm đôi môi khẽ run phút giây tháng năm đọa đầy thấm bao một bụi mới đây đâu tiếng cười khi còn thơ bé đâu những yêu thương mà ta đã từng lời mẹ ru giúp con vững tin bấy lâu bước qua ngày dài trái tim chậm con nỗi đau đêm ấy yêu thương mua về đâu biết mai sau có đi lạc đường một lần đôi chân em quên lối về một lần cho em đi hết con đường là bây giờ tôi muốn anh nâng lên cho tôi thành 6 phòng VIP. Thật ra, mục đích của tôi là đánh cho khách hàng sang và quan chức. Anh hiểu ý tôi chứ? Ok, tôi sẽ chỉnh sửa và in 3D cho bản thiết kế của chị, để chị tiện hình dung toàn bộ hệ thống của mình. Anh nghe nè, những phòng VIP tôi yêu cầu anh thiết kế làm sao phải có một cửa bí mật, có thể ngụy trang mà khách và công an không thể tìm ra. Được chứ? Tôi yêu cầu như thế nào thì anh cứ làm đi. Hơn ai hết tôi biết mình đang làm cái gì. Rồi, chị cho tôi 2 đến 3 ngày, sau đó thì tôi sẽ đưa bản thiết kế đã chỉnh sửa cho chị duyệt. Đây, tôi ứng trước cho anh một số tiền. Khi nào anh hoàn thành bản vẽ, tôi sẽ đưa cho anh phần còn lại. Cảm ơn chị. Rồi, xin phép chị tôi về. Chị Thêm ơi. Dạ. Ra mở cửa cho khách. Dạ. Chào chị, gặp lại chị sau. Qua đây, qua đây. Rồi, để sát vô. Lâu chụp chỉ đó. Dạ, chào anh. Ê, nè. Với tình hình này á, thì tạm ổn rồi. Lão đây nè. Vậy mày ở lại đây mày coi ngó đi. Ngày mai tao về Sài Gòn, còn làm thủ tục giấy tờ để nhận một số hàng còn lại của mình ở cảng nữa. Ừ, mày cứ lo việc trong đó đi. Ở đây có tao rồi, yên tâm. Cũng mừng là tiến độ như mình mong muốn. Nhanh thiệt á. Vậy là tuần sau tụi mình nhận được giấy phép rồi. Ê, mày biết á, tao thích nhất là gì không? Ừ? Cái tên công ty. Trà tao đỏ. Ừ, đọc vậy lạ. Tao cho làm cái bản tên rồi. Khi nào mà xong á, cho mấy anh em treo lên, lấy giấy che kín lại, để khi nào khai trương á mới được mở ra cho nó may mắn. Ừ, mày chu đáo đó. Anh Hiếu, Hả? Lại đằng kia em hỏi cái này một chút. À, vậy nha. Nè, tao qua kính này luôn đi. Chào chú đó anh. Anh Quý. Hả? Ủa, chút trà. Em đi chạy xong qua đây luôn hả? Dạ, em qua đây xem hai anh có ổn hay không. Mà xảy ra chuyện gì sao không ai nói cho em biết thế nào hết vậy? Nói vậy Trà cũng biết chuyện của anh được hả? Thiệt tình đó, anh được nghe lời ai xúi giục, đem thuốc nổ cài khắp nhà máy. Cũng may là chưa có xảy ra chuyện gì hết. Em tìm Hiếu đúng không? Nó đằng kia kìa, đi thôi anh. Thank you.
Nhìn người yêu của anh Hiếu đẹp gái ghê. Ờ, công nhận họ xứng đôi quá ha. Anh với em cũng xứng đôi vậy. Quỷ à, lo làm đi. Em sao vậy? Chuyện gì hả? Sao anh có chuyện mà không nói cho em biết? Anh xin lỗi, anh không muốn em lo. Em muốn anh biết là lúc nào em cũng sẵn sàng chia sẻ với anh mọi chuyện. Anh biết mà. Chuyện anh bỏ qua cho anh được khiến bà con ở đây khâm phục và nể anh nhiều hơn. Anh được thiệt quá đáng. Anh chỉ làm việc mình nên làm thôi. Anh được vì nông nổi mới nghe người khác suối bậy, chứ anh không phải là người xấu đâu. Mà anh biết người đó là ai đúng không? Em cũng biết mà. Em biết. Không biết chừng nào anh ta mới buông tha cho em và anh nữa. Em đừng quan tâm tới người ta muốn gì. Hãy quan tâm và chăm sóc cho mối quan hệ của mình. Một kết cục tốt đẹp sẽ là câu trả lời cho họ. Em tin một ngày nào đó ba em sẽ chấp nhận anh. Có thể trong lòng bác ba đã hết giận anh rồi, nhưng mà cũng cần phải có thời gian để thử thách anh chứ, đúng không? Anh chịu nhiều áp lực từ công việc rồi, bây giờ còn chuyện tình cảm của em và anh nữa. Anh cố gắng lên nha. Anh cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh, luôn kịp thời động viên anh. Em là nguồn sống, là năng lượng mặt trời của anh. Chị ơi, cho em gửi menu cho chị ly nước cam. Dạ. Sao cô gái này giống Diêu Dương quá vậy ta? À, xin lỗi, hình như cô là Diêu Dương phải không? Ừ, má Xuân. Ờ, đúng rồi, Diêu Dương nè. Má Xuân, má Xuân này con. À, chào má. Trời ơi, sao mà khác quá vậy nè? Má nhìn là má ngờ ngợ rồi. À, cũng lâu rồi không gặp má ha. À, má đi uống cà phê hả? Ừ. Má đi chung với bạn hả? Ờ, má có hẹn khách. Má có... À, dạo này má còn làm ở vũ trường cũ không? Còn chứ con, miếng cơm manh áo của má mà. Nhưng mà thời buổi kinh tế khó khăn, má cũng phải đi làm để kiếm thêm mới đủ sống. Má kiếm thêm? Má làm gì được? Má bán cỏ. Con còn nhiều không? Bán mấy cái này thì nhiều tiền thì cũng ham. Nhưng mà thôi, con thấy ớn lắm. Trời ơi, con đừng có lo, má có đường dây hết, một con mũi còn không lọt cho được nữa. Nhưng mà nhìn con giống như đại gia vậy đó. Bây giờ con làm gì rồi? À, con cũng làm bên mạng khách sạn karaoke thôi. À, hôm nào rảnh má qua chỗ con chơi. Khách của má hả? Khách má tới rồi, má đi trước nha. Dạ. Gặp lại con sau. Dạ. Má đi á.
Em đã làm mọi cách để có thể quên được anh, nhưng không dễ chút nào hết. Rời cuộc vui, mọi thứ lại trống rỗng trong em. Tôi rất hân hạnh mời được những người rất giỏi trong lĩnh vực sản xuất trà, những kỹ sư và cả những chú có thâm niên trong ngành trà về làm việc ở nhà máy. Giai đoạn cải tạo nhà máy sắp hoàn thành, một số máy móc trang thiết bị cũng đang được lắp đặt. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ bắt tay vào sản xuất. Tôi đã tham quan công nghệ sản xuất của nhà máy. Đây là dây chuyền rất hiện đại. Dây chuyền này có thể đảm bảo công suất tối đa khi hoạt động. Nhưng vấn đề của chúng ta ở đây là nguyên liệu đầu vào. Thì đó cũng là lý do mà tôi muốn cho họp sớm hôm nay. Ngồi ở đây á, toàn là những nhân tố chủ chốt quan trọng. Tôi muốn chúng ta cùng lên kế hoạch, bàn bạc kỹ về giá thành phẩm. Và cuối cùng chúng ta phải đưa ra một cái giá thu mua thật hợp lý để thu hút bà con ở đây. Hiện tại giá sam mà bên ông Kha đang mua của bà con là 15.000. Nhưng mà với tính toán của tôi thì mình có thể mua cho bà con với giá là 18.000. Mình thu mua giá này thì bà con ở đây mừng lắm. Nhưng mà tôi ngại, nếu như phá giá thị trường thì cha con của ông Kha và một số chỗ khác có gây hấn với mình hay không? Chúng ta không làm gì sai thì không có gì phải sợ. Bà con nông dân ở đây đã bị chèn ép một thời gian quá lâu rồi. Tôi mở nhà máy kinh doanh, nhưng mà mục đích lớn nhất vẫn là cách cho ra đời một sản phẩm trà chăm sóc sức khỏe tốt cho người tiêu dùng. Vấn đề thứ hai mà tôi quan tâm đến đó chính là cuộc sống của bà con nông dân. Không thể để cho mọi người chịu thiệt thòi hoài như vậy. Chỉ cần chúng ta đồng lòng thì khó khăn nào á, chúng ta cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng. Tiêu chí của chúng ta là trà sạch, nói không với những sản phẩm có thuốc kích thích và thuốc trừ sâu độc hại. Tôi tin là sẽ có một cuộc chiến xảy ra giữa trà sạch và trà có chất kích thích. Vì tôi nghe tin từ bà con, bên ông Duy Kha đưa cho bà con một loại thuốc do ông A Quẩy đem từ Trung Quốc qua, làm cho cây trà xanh lá, thu hoạch sẽ gấp bội lần. Tôi đã biết chuyện này từ khi quyết tâm xây dựng nhà máy ở đây. Tôi thừa biết kinh doanh là phải có cạnh tranh, chúng ta phải chấp nhận điều này. Vậy thì chúng ta cùng chia nhau đi vận động bà con. Mình nên phân tích cho bà con thấy là nên theo khuynh hướng trồng trà lành mạnh, không thuốc kích thích. Và chúng ta cũng cho họ biết là chúng ta sẽ thu mua giá sam giá cao hơn giá của ông Duy Kha. Tôi tin là bà con sẽ đồng ý thôi. Kỳ Quý nói đúng, chúng ta phải luôn đi sâu sát với bà con lao động ở đây, nắm được tâm tư nguyện vọng và hướng họ đi đúng, quyết tâm cho ra đời một sản phẩm trà sạch để đảm bảo sức khỏe tốt cho mọi người. Thank you.
Trà. Chú Trà. Chú Trà. Em cứ xem anh như người vô hình vậy đó hả? Anh bớt bất lịch sự đi. Tại sao lúc nào anh cũng chặn tôi giữa đường vậy hả? Cho dù bây giờ anh có cố lịch sự hay là anh có làm điều gì tốt đi chăng nữa thì trong mắt em anh vẫn là một thằng du côn du đảng, xấu xa đúng không? Đó là lời anh nói. Bây giờ em chửi rủa anh cái gì cũng được hết, miễn sao em đừng tránh mặt anh là được rồi. Tại sao tôi lại phải chửi một người như anh? Đơn giản là tôi không muốn mất thời gian với loại người như anh. Vậy thì em muốn dành hết thời gian cho cái thằng tù kia đúng không? Tôi không muốn anh xúc phạm tới người yêu của tôi. Anh có làm gì thì cũng hơn anh rất nhiều. Anh nhìn cách anh sống đi, ngông nghênh, lêu lỏng. Anh có biết là anh đang hoang phí tuổi trẻ của mình không? Anh biết không? Chú Trà, chú Trà, chờ anh với. Chú Trà. Chào bà con. Chú Hiếu. Dạ. Không biết là bà con đã suy nghĩ việc bán trà cho bên nhà máy của tôi chưa? Ủa mà chú Hiếu. Dạ anh Sáu. Nhưng mà cái nhà máy của chú Hiếu chừng nào chính thức đi vào hoạt động vậy? Dạ đang trong giai đoạn hoàn tất rồi. Bên kỹ sư họ cũng đã lắp đặt thiết bị máy móc sản xuất hết rồi anh. Chắc khoảng 2 tuần nữa sẽ chạy được. À vậy bên cậu Hiếu mua giá trà có cao không? Dạ cái này tôi cũng đang muốn nói với bà con, là bên chúng tôi sẽ thu mua lá trà với giá cao hơn giá thị trường ở bên ngoài, nhưng mà bắt buộc bà con phải tuân thủ quy định, đó là không được sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng. Cậu Hiếu ơi, nhà tôi vừa mới nhận bên ông Kha một loại thuốc nghe nói khả dụng lắm, tăng năng suất lá đột biến, thu hoạch gấp đôi nếu như sử dụng nó. Dạ để tôi phân tích cái này cho bà con thấy. Nếu mình chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại mai sau, bây giờ mình sản xuất trà sạch thì người tiêu dùng sẽ được uống sạch, đảm bảo sức khỏe. Mình không nỡ đầu độc con cháu mình, tại sao lại nỡ đầu độc người khác? Cậu Hiếu nói đúng đó. Mình chồng mà không dám uống, sợ bệnh, sợ ung thư, mà bán cho người ta uống á, người ta bị bệnh sao? Dạ. Đúng rồi. Bên công ty sẽ ký hợp đồng, giá cả hợp lý, đảm bảo bao tiêu quanh năm luôn, cho bà con mình yên tâm mà sản xuất. Vậy cũng mừng ha. Nhưng mà tôi á, còn nợ tiền của ông Di Kha, cho nên phải bán hàng cho ổng, chứ không bán hàng cho chú Hiếu được. Chắc đợt này tôi về tôi mượn tiền trả hết cho ông Duy Kha đi. Cái mình bán cho chú Hiếu đây, giá cao, hợp tình hợp lý nữa. Mình có con, làm gì cũng phải để đứt cho con đúng không? Dạ. Được đó, giá cả ổn định, bao tiêu quanh năm, mình có đầu ra rồi, không sợ đói nữa. Mình ký hợp đồng bán cho chú Hiếu đi. Thôi nếu như bà con đồng tình như vậy á thì bà con chúng ta ủng hộ cho chú Hiếu đi ha. Được đó. Vậy chừng nào nhà máy mình ký hợp đồng vậy chú Hiếu? Dạ sáng mai nha bà con. Dạ sáng mai nha, nhớ nha. Dạ cảm ơn bà con. Anh Hiếu. Trời ơi còn ai nữa. Chú Trà, cái thằng hung thần kiếm chuyện với chú Hiếu nè. Để tôi lên kia tôi báo bác Ba. Bác Ba. Cái gì đó? Dạ. Cái gì? Dạ thằng Khương nó đang gây sự với Trúc Trà với anh Hiếu ở trên đó. Thiệt hả? Dạ thiệt, thiệt. Trời đất ơi. Anh đừng làm phiền bạn gái tôi nữa có được không? Ồ, đây là một lời gian xin hay là đe dọa vậy? Bây giờ anh muốn nghĩ sao cũng được. Mày lấy tư cách gì để mà nói chuyện với tao vậy thằng tù? Nè cậu Khương. Bác Ba. Tù thì sao? Bác Ba, bác chỉ có một đứa con gái duy nhất thôi. Bác nghĩ sao mà dâng con gái ruột của mình cho một thằng từng vào tù ra tội như vậy chứ? Quá khứ của một người chưa chắc ảnh hưởng đến tương lai của họ. Chỉ cần nhìn vào hành động của họ, chúng ta mới có thể đánh giá con người đó đúng hay sai thôi. Bác Ba đừng nói với con là con không nhắc nhở bác. Bác Ba mà gả Trúc Trà cho con là con đảm bảo Trúc Trà sẽ sung sướng cả một cuộc đời. Con nói thiệt nghe, ở cái vùng này nè, gia tài của gia đình con như thế nào ai mà không biết chứ. Sao bác không tin con? Đi tin cái thằng ở đâu về? Tôi gả con chứ không bán con, cho nên người đó dù nghèo hay giàu, chỉ cần con gái tôi thương là tôi gả. Đúng á, chú Ba nói đúng á. Mình không vì quá khứ và lỗi lầm của người khác mà đánh giá họ hiện tại. Chú Hiếu đây á, hiện tại sống rất là tốt, biết suy nghĩ tới bà con. Đúng không bà con? Đúng rồi. Một kẻ xấu xa phải đi cải tạo là cái thứ bỏ đi,
đừng có tin vào cái vẻ bề ngoài của nó. Mày mới lên là thứ bỏ đi á. Nè, mày biết cái gì mà nói thằng Cà Lâm, tao cho mày lên mâm bây giờ đó. Sắp tới nơi rồi phải không chị? Chúng ta sắp vào thị trấn rồi đó. Cái thị trấn này tôi cũng đi qua nhiều lần rồi, nhưng mà chưa có bao giờ tôi ở lại đây hết. Ở đây dân cư cũng khá sầm uất, nhưng mà tôi thấy chưa có một khu vui chơi nào thật xứng tầm. Gần như là không có một hoạt động giải trí nào hết. À, vậy là hệ thống karaoke và bar của chị sắp xây dựng ở đây là nhất rồi đó. Tôi hy vọng là vậy, sẽ thu hút được một lượng khách lớn đến đây để du lịch. Cả tầng lớp trung lưu và quan chức ở đây. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ thành công đó. Tất nhiên rồi. Mày mới là kẻ xấu. Mày số 7 tao đặt bom trong nhà máy của anh Hiếu. Ê, nè. Mày đừng nói bậy nha. Tao đập mày bây giờ à. Nè, cậu mà có chối thì mọi người ở đây đều biết thằng Được không bao giờ nói dối. Nó sai mà nó biết sửa sai. Còn cậu thì sao? Vẫn cứ cố chấp. Mày coi chừng tao đó. Chó. Tao không có sợ mày đâu. Tao biết tao có lỗi với anh Hiếu. Mà anh Hiếu bỏ qua cho tao. Chứ nếu không tao với mày ở tôi rụng xương rồi mày. Bây giờ thì mọi người đã biết ai là kẻ xấu xa rồi đúng không? Anh về đi, để cho chúng tôi được yên. Đợi đó, tao coi mày trụ được bao lâu. Coi chừng tao đó. Sao? Thằng đồ hồn. Thôi được rồi, bây giờ cũng chiều rồi, mọi người về nghỉ đi. Đi về nghỉ. Nè bà con đi. Ngày mai á, bà con nhớ tới nhà máy tôi để ký hợp đồng bán trà nha. Rồi. Dạ, dạ rồi. Cảm ơn bà con. Dạ nghe. Chút trà nè. Dạ. Con về nhà coi có món gì đó làm vài món cho ba với cậu Hiếu đây, lai ra và chị ha. Dạ. Ba. Nãy giờ anh cũng đã thấy mặt bằng thực tế rồi. Chúng ta sẽ cải tạo để xây dựng dựa trên kết cấu cũ của căn nhà. Ok. Vậy thì tôi sẽ chỉnh sửa bản vẽ cho phù hợp. Tốt. Lúc thi công tôi muốn anh giám sát công trình cho tôi. Với lại để tiết kiệm nhân công, tôi đã nhờ người gọi thầu ở đây luôn rồi. À, mới nhắc họ đã tới. Chào em. Chào anh. Chào anh. Chào mọi người. Giới thiệu với anh, đây là Chiêu Dương, chủ quán bar, nhà hàng karaoke mà anh sắp xây dựng. Còn đây là anh Thành, chủ thầu nổi tiếng nhất ở đây. Chào cô. Chào anh, mời anh ngồi. Mời anh. Dạ. Đây là kiến trúc sư Tú, người thiết kế bản vẽ cho công trình của tôi. Chào anh. Chào anh. Thôi được rọi, bây giờ mời mọi người cứ dùng tự nhiên. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc công việc. Chiêu Dương cứ yên tâm đi. Chiêu Dương mà đã nhờ anh chuyện gì thì anh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh cũng có thưởng mà. Nhớ thưởng nha. Mời anh. Mời. Mời anh. Mời. Anh Thành, đây là bạn rất thân của em đó nghe. Làm hơn lấy giá hữu nghị giùm đi. Cứ yên tâm. Ai chứ công tử của ông Kha mà giới thiệu ai rồi đó, tôi sẽ bớt 10%. Đó, em thấy uy tín của gia đình anh chưa? Ở đây ai cũng biết oai của anh hết. Chỉ có mấy thằng ở xa tới lơm cơm nó mới dám đụng tới anh thôi. Mà trước sau gì mấy thằng đó nó cũng xuống mộ à. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Mời mọi người. Mời. Mời. Mời anh. Con lo ăn cơm trước đi. Để ba với cậu Hiếu ở đây lai ra vài ly đã. Dạ. Mời cậu. Dạ con mời bác. Dạ. Bác ba,
Con cảm ơn bác ba nhiều lắm. Cậu cảm ơn tôi gì? Dạ, bác ba đã độ lượng, bỏ qua chuyện quá khứ khờ dại của con, chấp nhận con bước vào nhà này. Thôi, đừng có nhắc tới chuyện cũ nữa. Quan trọng là từ bây giờ trở đi, cậu sống ra làm sao, cậu đối xử như thế nào với những người chung quanh và con Trúc Trà nhà tôi. Dạ. Con cảm ơn ba. Cảm ơn ba đã tin sự lựa chọn của con, cho con quen anh Hiếu. Chỉ cần hai đứa thương nhau thật lòng là ba vui lắm rồi. Dạ. Ba cũng không ham gì hết trơn. Ba không sợ bất cứ một thế lực nào, nên hai đứa cứ tin tưởng ở ba. Từ nay sẽ không có sóng gió nào xảy ra với các con nữa đâu. Dạ, con rất mừng vì sự ủng hộ của bác ba. Ba cũng muốn bay ổn định chuyện tình cảm mà tập trung vào công việc. Rồi đây con phải cạnh tranh, kể cả phòng thủ cha con ông Duy Kha. Ông ta là người rất thủ đoạn. Dạ, con cũng biết trước chuyện đó. Ngày mai con bắt đầu ký hợp đồng bên nhà máy để đảm bảo việc thu mua trà lá cho bà con, về mặt giá cả cũng như bao tiêu sản phẩm, để cho bà con yên tâm mà sản xuất. Như vậy là quá tốt rồi. Bà con ở đây đã quá khổ vì cái chuyện thu mua bị ép giá bấy lâu nay. Dạ. Họ làm lụng vất vả cực khổ vậy á, mà lúc nào cũng sợ nghèo đói hết trơn á. Anh mà thu mua cao hơn giá thị trường thì thế nào bên ông Duy Kha cũng cho người qua kiếm chuyện với anh đó. Nếu như anh mà sợ, anh đã không dám đứng ra xây dựng nhà máy và làm việc lâu dài ở đây rồi. Chuyện gì nữa con cũng phải cẩn thận nha. Dạ. À, uống hết ly này tôi xin phép mọi người. Tôi về khách sạn để làm việc. À, tôi cũng vậy. Uống hết ly này tôi cũng xin phép về, bởi vì bà xã và con của tôi đang chờ cơm ở nhà. Ok. Thôi à, vậy hay anh cứ về trước. Chào anh. Còn tôi là đây có chuyện muốn nói với người đẹp. Được rồi. À, chào anh. Chào cô. Hẹn gặp lại. Chào anh. Cô. Uống đi. Anh nói tôi nghe coi. Anh và Võ Hiếu đụng độ nhau chuyện gì vậy? Còn chuyện gì nữa? Ngoài cái chuyện thằng đó nó cướp người yêu của tôi, nó còn dám ra mặt cảnh cáo tôi nữa chứ. Nó không cho tôi gặp Trúc Trà. Ủa, nó lại mà nó dám lên mặt cho tôi vậy chứ? Ừ, tôi thấy anh nhìn bề ngoài còn đẹp trai hơn cả Võ Hiếu nữa, gia thế lại khủng, là người nổi tiếng ở đây, không lẽ nào anh lại chịu thua Võ Hiếu chứ? Còn lâu tôi mới chịu thua đó. Chừng nào Trúc Trà chưa cưới, chưa có giấy kết hôn, thì tôi vẫn theo đuổi mục tiêu của mình tới cùng. Chúc anh thành công, tôi ủng hộ anh hết mình. Có người đẹp ủng hộ là tôi yên tâm rồi. Duy Khương. Tôi có việc muốn nhờ anh. Người đẹp muốn nhờ tôi chuyện gì? Cứ nói thẳng đi, tôi sẽ hết lòng. Tôi biết anh là người uy tín và quen biết rộng rãi ở đây. Tôi muốn nhờ anh tạo cơ hội cho tôi quen biết một số quan chức, cũng như là những người trong giới kinh doanh. Em không những xinh đẹp mà lại còn thông minh nữa. Đúng là muốn làm ăn ở đâu. Mình phải có quen biết, nhất thân nhị thế. Vậy bây giờ anh có giúp tôi được không? Trong tầm tay của tôi, em cứ yên tâm đi. Vậy tôi cảm ơn anh trước nha. À, hôm nào tôi mời em về nhà tôi chơi. Ba tôi là người mà Chư Dương cần phải quen biết. Ông là người có mối quan hệ mạnh nhất ở đây. Được thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh Hiếu à, hôm nay em mừng lắm. Vì cuối cùng ba cũng hiểu ra chuyện và chấp nhận anh. Thiệt là anh cũng lo lắm, nhưng mà trong lòng luôn hy vọng. Vì ba là người lớn, hiểu biết, nhìn nhận vấn đề sâu sắc, không phải như người ta. Em thấy rất là lo. Nếu mà có chuyện gì, em phải đứng ở giữa. Bên Hiếu, bên Tình sẽ rất là khó xử. Nhưng mà giờ thì em thấy mình rất hạnh phúc. Em có lạnh không? Có anh bên cạnh, làm sao mà em lạnh được. Chỉ cần như vậy thôi là anh có đủ sức để chống chọi với tất cả mọi việc bên ngoài. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Anh hai cưng thằng Khương quá. Nó hư đó. Chú nghĩ coi, tôi chỉ có một mình nó à. Tôi không chịu nó thì chịu ai? Nhưng thằng này nó luôn đi quá trớn. Chắc tôi phải kìm nó lại. Ông chủ ơi, ông chủ, có chuyện rồi ông chủ ơi. Có chuyện gì? Dạ, bà con đổi xô về nhà máy của thằng Hiếu, đăng ký hợp đồng bán trà cho nó. Nghe nói bên đó mua giá cao, lại còn bỏ tiêu sản phẩm quanh năm. Chó chết, nó dám cạnh tranh giật mối làm ăn của tao hả? Tụi bay tập hợp hết anh em lại cho tao. Dạ, dạ. Mẹ nó. Khương. Khương, cháy nhà hả ba? Tổ cha mày, khi không có mày trù cháy nhà hả? Có chuyện gì mà ba la sùm vậy? Làm con giật mình rồi con buồn ngủ quá. Ai cơ mày đi chơi cả đêm, tới giờ này mới về, rồi than buồn ngủ. Đi rửa mặt cho tỉnh táo, rồi đi theo chú Đam giải quyết công việc cho ba. Con buồn ngủ quá. Hay là công việc này giải quyết sao đi? Giải quyết sao hả? Thằng Hiếu nó đi kêu bà con đi bán trà cho nó. Nó thu mua giá cao phá giá của gia đình mình kìa. Thằng Hiếu nó dám làm vậy hả? Đợi còn hỏi nữa hả? Chú đợi con đi. Con vô rửa mặt con đi liền với chú. Chú làm cách nào cũng được. Chặn ngay bà con đi bán trà cho nhà máy nó. Ai mà dám cung cấp trà cho nhà máy nó, coi như là chống lại mình. Tùy người mà chú xử lý. Em biết rồi, anh cứ yên tâm. Người có quyền gì mà chặn đường tụi tôi? Tụi mày bán trà cho võ Hiếu phải không? Muốn đi bước qua xác của tụi tao. Tụi tôi bán cho ai thì bán, có quyền gì mà cản tụi tôi? Bán cho ai thì bán hả mày? Ê, từ từ đó mày. Ông hỏi tụi tôi có quyền gì hả? Tụi tôi không có quyền gì hết trơn á. Tụi tôi chỉ có cái này. Mày chết đâu? Tụi mày có chuyện gì vậy? Mày tới đây làm cái gì? Tao đi đâu là quyền của tao. Tụi bay hỏi anh chi? Bây giờ tao hỏi mày một câu, mày theo phe ai? Tao theo phe tụi bay. Tao ở tù sớm hả? Mày ngộ không? Vậy là mày nhất quyết bán trà cho thằng Hiếu đúng không? Ở đâu mua giá cao thì tao bán thôi. Cầm cái miệng chó của mày lại. Mày và tất cả mọi người hãy giống tay lên mà nghe nè. Từ trước tới giờ nhà tao thu mua trà ở cái vùng đất này. Bây giờ thằng chó đó tới đây làm loạn, nó mới bỏ một chút đỉnh tiền ra thu mua trà với giá cao hơn, là tụi bay săn đít chạy theo nó như một con chó là sao?
mày chửi ai chó vậy mày? Ở đây toàn là người lớn không nha mày. Tao chửi mày và tất cả mọi người ở đây đó. Mày còn hổn, mày làm lại. Tao báo công an bắt tụi bay hết nha. Cái gì? Mày báo công an bắt tao? Tao sợ quá tụi bay. Sợ quá. Nãy giờ tao ứa mày dữ lắm mà nghe. Chơi nó. Chơi nó. Mày tụi bắt láo rồi. Gì vậy anh Sáu? Ở ngoài ngõ ba, tụi thằng Thương á với đám đệ tử giang hồ á chặn đường đánh bà con, không cho bà con vô đây bán trà. Hả? Đi. Đây là bài học gì tụi mày dám chống đối tao? Lần này là còn nhẹ đó, lần sau là chôn xác, hiểu chưa? Hả? Hiểu chưa? Nè, biết. Nhẹ cho mày. Chưa? Hả? Nhất là mày đó. Chú Hiếu. Nè anh Hiếu, mọi người có sao không? Trời ơi, cứu với chú Hiếu. Mọi người có sao không? Tôi đau. Tại sao lại đánh bà con vô cớ như vậy? Người mấy anh muốn đánh chính là tôi đây nè. Đừng làm hại bà con. Bà con lui ra đi. Mày ngon lắm. Tao chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Chơi nó tụi bay. Khoan. Hiếu, không sao đâu, tránh ra đi. Chết rồi đi. Tôi thật sự không muốn đánh nhau. Men muốn gì cứ việc tìm tôi. Đừng hại bà con ở đây. Mọi người đã quá khổ sở rồi. Để cho mọi người yên tâm làm ăn. Chú Đam. Chú sao không? Vậy sao không chú? Mày giỏi lắm. Tao sẽ không để cho mày yên đâu. Nhớ tao nghe thằng chó. Mày nhớ đó. Hiếu. Mày hay lắm. Chết luôn à. Anh ạ, mọi người có sao không? Anh Hiếu, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Có sao không anh? Nếu không có anh, tôi cũng không biết sao nữa. Không có gì đâu. Cho dù là anh hay là bất kỳ ai mà bị ăn hiếp, tôi cũng sẽ cố gắng bảo vệ bà con mà. Hay quá. Như vậy là từ bây giờ mình không còn sợ cái tụi ác ôn này nữa, đúng không bà con? Đúng. Có anh Hiếu ở đây rồi, đúng không? Đúng rồi. Không đâu. Mọi người phải hết sức cẩn thận. Không phải lúc nào tôi cũng có mặt kịp thời để giúp bà con. Nhưng mà quan trọng á là mình phải biết đoàn kết với nhau, phải biết chống lại cái ác, phải biết lên tiếng khi bị bạo lực, biết không? Dạ. Anh Hiếu biết không, cha con của ông Duy Kha hả, ổng làm chùm cái khu xóm này lâu lắm rồi. Bữa nay có người dám cạnh tranh với ổng mà ổng không dám, ổng sợ anh, cho nên là ổng đi ăn hiếp bà con vậy đó. Đúng rồi đó. Được rồi bà con, bây giờ á bà con cứ đi vào trạm y tế đi, ai bị thương nhớ kiểm tra vết thương có nghiêm trọng hay không nha. Dạ. Được rồi. Cảm không ơn sao nghe. Dạ, chú. Dạ. Chú. Cảm ơn anh. Anh được chạy xe được không? Cứ dành được kiểm tra con sao về nha. Đi. Cảm ơn. Các bà con về nghỉ đi. Dạ thứ ba cô mới đi dạy về. Con có nghe gì chưa? Chuyện gì vậy ba? Dạy xong con về liền. Nghe nói á, sáng nay á, thằng Khương nó dắt cái đám đệ tử của nó chặn đường bà con,
không cho bà con vô nhà máy ký hợp đồng bán trà đó. Trời, đã vậy rồi bọn chúng còn ra tay đánh lại những người mà chống đối lại bọn chúng. Họ ra tay đánh mấy người dân sao ba? Nghe nói là hai bên đụng độ căng lắm. Thằng Hiếu với lại công nhân trong nhà máy chạy ra binh vực bà con. Cuối cùng nhờ có chút vỏ, thằng Hiếu mới dẹp được cái đám côn đồ đó đó. Tụi đó bây giờ nó ra về nhưng mà vẫn hậm hực thằng Hiếu lắm á. Anh Hiếu chỉ muốn đến đây làm ăn, lập nghiệp. Mong muốn lớn nhất của ảnh là giúp đỡ cho bà con. Nhưng mà cứ như vậy, làm sao mà yên ổn làm ăn được? Con đừng có lo. Ba thấy thằng Hiếu là đứa bản lĩnh, ba nghĩ là nó sẽ thành công, không sao đâu. Thôi con vô nha ba. Ờ. Hiếu hả con? Dạ. Vô đây uống nước nè. Dạ, thưa bác, ba con mới qua. Ừ, ngồi đi con. Dạ. Ờ, Trúc Trà nó cũng mới đi làm về đó. Vậy hả bác? Dạ, con chạy qua đưa cho bác ba cái hợp đồng ký bán trà, để bác ba khỏi mất công chạy qua nhà máy. Mất công cái gì? Ngày mai bác cũng định qua bển nè. Dạ. Em chào anh. Anh mới qua hả? Anh qua đưa cho bác ba cái hợp đồng ký, để bác ba khỏi phải qua nhà máy. Em nghe ba nói sáng nay nhà máy có chuyện xảy ra đúng không anh? Ừ mà cậu có sao không? Dạ không, con không sao bác ba. Ừ, em đừng có lo. Chỉ là những chuyện gia chạm nhỏ thôi à. Tụi nó cứ quấy rối nhiều hoài, làm sao tập trung cho công việc được. Con không chọn cách đối đầu, nhưng con cũng sẽ không tránh né. Hôm nay bà con tới ký hợp đồng có đông không? Dạ cũng đông bác ba. Nhưng mà có một số bà con bị bên Duy Khương chặn đường, hăm dọa nên là họ bỏ về. Nhưng mà con tin là họ sẽ quay trở lại thôi. Ừ, để có gì á, bác sẽ vận động bà con chung quanh đây thêm cho con nghe. Dạ, con cảm ơn bác ba nhiều lắm. Thôi con xin phép bác ba cho con ra sau nhà rửa mặt cái. Ừ, đi đi. Dạ. Là mình công an thị trấn, có gì chú gửi cho. Dạ, thì cũng có vài gia chạm, nhưng mà hôm sau con tự giải quyết được. Con không dám làm phiền tới chú đâu. Chú lên chơi với con là con vui lắm rồi. Ờ, nhất định chú sẽ đi. Dạ. Cái gì á, chứ mấy cái vụ này á là con không có ham mà. Ai cúng á rồi con đem xuống nhậu á thì được, chứ bắt con lo nhang khói cho ông bà lạnh tanh luôn á. Mày nói câu nào á, tao cũng muốn chửi mày hết trơn á. Đó mọi người nghe đó, nói như vậy nghe có được không? Thôi bỏ đi chị. Dạ thôi cô Hai, bữa nay con về. Cô Hai tha cho nó mót đi, để cho anh em con về ăn vừa lai rai mấy chuyện cho vui. Cô Hai ha. Ừ, coi như cô nể tình con đó. Trúc Trà là một cô gái rất là đặc biệt trong mắt tôi. Tại sao ở trong trường có rất nhiều cô giáo mà tôi lại không chơi? Tôi chỉ thích chơi với Trúc Trà thôi. Vậy thì tại sao Trúc Trà đẹp, dịu dàng, có cái gì đó rất chân thành trong ánh mắt và lời nói? Một lần tôi sẽ đợi em về, gia chạm gì về. Một lần cho em đi hết, làm mãi với Trúc Trà tôi cảm thấy rất là yên tâm. Là em, rồi mình còn đi cà phê nữa. Tôi xin phép bác đi nha.